Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Nắng quá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái nhân vật rất là đặc biệt. Mà đối với mình nó đặc biệt thôi, chứ đối với anh em thì nó cũng bình thường. Và nhân vật đó chính là DJI Mavic Mini 4 Pro ha anh em. Và hôm nay mình sẽ so sánh con DJI Mavic Mini 4 Pro này với con DJI Mavic Mini 3 Pro và DJI Mavic Mini 3 để xem coi là nó có đáng để chúng ta nâng cấp lên từ DJI Mavic Mini 3 Pro và DJI Mavic Mini 3 hay không nha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em. Thì mình xin lỗi hồi đầu video á, con này nó phải gọi là DJI Mini 4 Pro và cái con mà mình so sánh là con DJI Mini 3 Pro và con DJI Mini 3 nó không có chữ Mavic nha anh em, nó không có chữ Mavic. Đó. Thì cái tên gọi ngắn gọn của nó là DJI Mini 4 Pro nha. Rồi thì cái con này nó có gì khác so với con Mini 3 Pro mà chúng ta đáng để nâng cấp? Thì đầu tiên á, mình sẽ nói về tổng quan ngoại hình. Theo cảm nhận cá nhân của mình xài được khoảng đường tuần à, mình xài được khoảng tuần và đây là những cái nhận xét hoàn toàn về cá nhân của mình ha. Thì con này á, về phần bên ngoài chúng ta có thể thấy là phần càng. Đầu tiên là về phần càng của nó thì nó khác cái con DJI Mavic Mini 3 Pro ở chỗ là cái nó có thêm cái phần hai cái chân này nè, nó hai cái chân này của cái càng trước nha anh em, hai cái chân của cái càng trước. Thì có nhiều anh em review bảo là cái chân này nè thì nó sẽ làm cho cái con này nó đứng vững hơn ha. Và thực ra là hai chân này thì nó cũng làm cho khá là đứng vững đó. Nó cao lên đó, nó làm cho cái phần bụng này nè, nó làm cho cái phần bụng này nó cách xa mặt đất hơn nha. Thì nó ít bị dướng cái cụm gimbal hơn so với DJI Mini 3 Pro ha. Nhưng mà với bản thân mình sử dụng á thì mình thấy hai càng này nó khá là vướng nha anh em. Và đặc biệt là trong cái tình huống là khi mình gặp cái càng này nè anh em, mình gặp cái càng như vậy mà mình muốn rút cái viên pin ra thì thật sự nó rất là khó nha. Nó cực kỳ khó luôn, mình rút cái viên pin ra không có được anh em. Nó bị vướng hai cái càng nè. Hồi xưa khi mình xài con Mini 3 thường, Mini 3 Pro chứ, thì nó không có hai cái càng này. Mình khi mà mình gặp cánh như vậy nè, mình rút cái viên pin ra rất là dễ. Này là bản thân mình thôi nha. Còn giờ thì nó vướng hai cái càng này, mình rút viên pin ra khi mà gặp cánh như vậy rất là khó. Bắt buộc mình phải mở hai càng ra mình mới gặp cái cánh lại được. Rồi mình mới rút cái viên pin lại được. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái phần càng này nè anh em. Hồi xưa á, của con Mini 3 và con Mini 3 Pro á, thì nó có hai cái đèn trước này nè anh em. Cái đèn gọi là đèn Navigation Light, tức là cái đèn dùng để chỉ hướng đó, để nằm trước. Còn bây giờ thì nó dời hai cái đèn Navigation, giờ nó dời ra phía đằng sau này nè. Đó, nó dời phía đằng sau này. Còn cái phía đằng trước này thì nó không có đèn. Đó, đây là càng trước nè, càng trước thì nó không có đèn. Tiếp theo là về phần cánh. Về phần cánh này thì con Mini 4 này nè, nó xài cái phần cánh và vít của con Mini 3 Pro nha anh em. Nó xài chung nha. Còn con Mini 3 thường á thì nó xài cái phần cánh và phần vít. Nó khác hai cái con Mini 4 và con Mini 3 Pro nha. Còn con này thì nó xài cái phần cánh giống con Mini 3 Pro. Đây là phần cánh của Mini 4 Pro và Mini 3 Pro. Thì khi nhìn vào này mình cũng không khó soi để cho anh em xem. Khi nhìn vào thì thật sự là bản thân mình cũng không thể phân biệt được đâu là cánh của con Mini 4 Pro và đâu là cánh của con Mini 3 Pro, vì thật sự là cánh và vít nó hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà cánh và vít của Mini 3 thường nó sẽ khác nha anh em. Tiếp theo nữa là ở bên dưới này của con Mini 4, ở bên dưới của con Mini 4 Pro này thì nó có cái đèn anh em, nó có thêm cái đèn bụng nha. Và có hai cái con mắt đen xì lì này nè, kế trên cái con mắt đèn thì nó có hai con mắt đen xì lì nè. Có nhiều anh em bảo đây là mắt laser nhưng mà thực ra nó không phải laser nha anh em, nó chỉ là cái miếng hồng ngoại bình thường thôi mà nó dạng dẹp, thay vì nó là cái dạng tròn giống như con Mini 3 Pro và con Mini 3 thì giờ nó làm thành cái dẹp. Nó làm dẹp cái phần cảm biến hồng ngoại này đi. Thêm một cái nữa là về cái phần nhựa đi. Về phần nhựa của con Mini 4 Pro này thật sự nó rất là mỏng. Phần nhựa của con Mini 4 Pro này nó rất là mỏng nha, nó mỏng cực kỳ mỏng luôn. Tại vì sao? Đơn giản thì nó 249g thôi anh em. Mà nó gắn thêm tùm lum đồ chơi vô trong này hết.
thì bắt buộc nó cái phần nhựa nó phải mỏng đi, chắc chắn là rất là mỏng luôn ha. Và cái càng cánh này thì thật sự đối với mình thì mình thấy cái độ hoàn thiện nó không cao. Như cái càng mình có thể thấy là có cái khớp mà nó dán keo nối lại anh em, nó khá là dị ha. Và cái phần vỏ, cái phần khung vỏ này anh em bóp anh em sẽ cảm giác được cái độ ọp ẹp, cái độ ọp ẹp nha. Cái phần nắp 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 trên và nắp dưới khi mình bóp anh em sẽ thấy được có cái độ này thấy không? Mình cố gắng mình bắt nét cho anh em xem đó, nó sẽ có cái độ hở, nó sẽ có một cái độ hở giữa cái nắp, giữa những cái phần tiếp giáp với nhau nha. Nó không có chắc chắn nha, nó mềm lắm anh em, bóp 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 nó sẽ có cái độ hở. Mà cái phần nhựa này thật sự là nó hơi tệ, thật sự là nó hơi tệ anh em. Nên nhiều anh em nó bảo là nhìn nó giống đồ chơi, thật ra nó giống đồ chơi thì cái phần nhựa nó rất là mỏng luôn. Anh em lấy đèn mà chiếu vào, ánh sáng nó sẽ xuyên qua cái lớp vỏ nhựa một cách rất là dễ dàng luôn. Phần cụm camera gimbal của con này thì nó xài cụm camera gimbal của con Mini 3 thường. Con Mini 3 thường nha anh em. Con Mini 3 Pro và con Mini 3 thường nó khác nhau về cụm cụm gimbal này nha. Cái cụm gimbal của con Mini 3 Pro, cái chỗ cái khung chữ U này nè, nó rất là mỏng luôn. Thì thông thường là khi té xuống thì cái cụm này là thường nó sẽ gãy. Con Mini 3 Pro á, té xuống là nó sẽ gãy cụm này liền, gãy cái phần ngay chỗ cái chữ U này nè. Còn con Mini 3 thường và con Mini 4 Pro này thì nó xài chung cái cụm gimbal với nhau và nó rất là dày nha, nó dày hơn rất là nhiều. Và đây là một điểm mình đánh giá khá là cao nha, khi DJI đã sử dụng cái cụm mà gimbal của Mini 3 cho Mini 4 Pro ha. Mini 3 thường á thì nó sẽ cứng cáp hơn và nó ít bị hư hỏng khi mà có tai nạn hơn ha. Về cái phần mà mắt cam thì cái mắt cam của con Mini 4 Pro này nó không có sử dụng chung được với Mini 3 Pro, Mini 3 nha. Nó không sử dụng chung được những cái phụ kiện chẳng hạn như là filter này kia. Anh em nào mà có con Mini 3 Pro, Mini 3 anh em có thể lấy ra và so sánh ngay bây giờ với mình là cái phần này nè. Đó, cái phần cái tròng con mắt này nè của con Mini 4 Pro nó to hơn rất là nhiều so với con Mini 3 và con Mini 3 Pro. Vì vậy cho nên là cái tròng con mắt này nó to hơn thì anh em không thể nào xài chung phụ kiện được vì nó không thể gắn được nha, nó không gắn được, nó to hơn mà, cái tròng mắt này nó to hơn. Và để nói về luôn cái cụm camera gimbal thì mình cũng nói luôn là con DJI Mini 3 Pro nha anh em sử dụng thì không sớm không muộn nó sẽ bị động xương. Mình dám khẳng định chắc chắn với anh em 100% luôn, chứ không phải là 99%, 100% luôn, thì không sớm không muộn con DJI Mini 3 Pro sẽ bị động xương. Nhưng con DJI Mini 3 và con DJI Mini 4 Pro này nó sẽ không bị động xương. Và lý do là gì? Lý do là con DJI Mini 3 thường và con DJI Mini 4 Pro này nó có hệ thống sưởi kính. Trên cái phần thấu kính, này nè, thấu kính của con mắt cam này nè ha, nó có hệ thống sưởi làm nóng, và khi nó làm nóng như vậy thì nó sẽ không gây cái động xương ở trên cái lớp kính này. Còn con Mini 3 Pro nó không có nha anh em. Con Mini 3 Pro cho tới năm 2023, những cái lô hàng sản xuất mới gần đây nha, DJI cũng không hề trang bị hệ thống sưởi kính cho nó. Phải nói là không có trang bị hệ thống sưởi kính cho nó luôn. Mình không hiểu họ làm như vậy để làm gì. Và theo mình thì mình đoán thôi là họ cố tình làm như vậy để anh em nâng cấp lên đời con DJI Mini 4 Pro. DJI Mini 3 thường thì lại có nha. Và khi mà có cái hệ thống sưởi kính này á thì chắc ăn với anh em 100% luôn là nó sẽ không bao giờ bị động xương nha. Nó giống như là sưởi kính xe hơi của chúng ta vậy đó. Xe hơi nó cũng có hệ thống sưởi kính để nó ngăn cái hiện tượng động xương. Tại vì ở bên trong thì chúng ta chạy máy lạnh, ở bên ngoài thì nó nóng, thì chắc chắn nó sẽ gây ra cái hiện tượng là động xương trên lớp kính. Và cái con DJI Mini 3 Pro nó bị động xương cũng chính vì lý do đó. Đó là sự chênh lệch về nhiệt độ ở bên trong và bên ngoài. Tức là ở bên trong của cái mắt kính này nè, tức là phần phía sau của cầm cam thì nó nóng do cái sensor ở trong nóng, và phần bên ngoài nha thì nó lạnh. Nó lạnh do không khí thổi ngoài vào nó lạnh, thì cái lớp kính đó nó sẽ bị động xương nha. Và động xương thì nó sẽ động bên mặt nóng, tức là nó sẽ động bên trong nha. Và cũng nói luôn là cái con mắt của DJI Mini 4 Pro này nó thiết kế lại cũng rất là hay anh em.
là mình cũng biết diễn tả sao, chỉ có tháo ra mình chỉ anh em mình mới mới diễn tả được cái cách mà con Ninja Mini 4 Pro nó thiết kế lại cái phần mắt kính này nè, cái phần mắt kính này nè đó. Và lý do là tại sao cái phần mắt kính này nó lại to hơn, hay nó lại có cái phần cái tròng mắt này nó to hơn con DJI Mini 3 Pro và con Mini 3, là vì cái này nó đã thiết kế lại nha, nó thiết kế lại nó làm kính hơn để ngăn cái xương cái hơi ẩm ở bên ngoài nó ngưng tụ vào đây nha, đồng thời kết hợp luôn sửa kính, thì con DJI Mini 4 Pro này chắc chắn là nó sẽ không bị động xương. Cái phần cao su á, cao su giảm 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 rung giảm chấn ở trong cái lỗ tai bên đây nè. Cái phần cao su bên trong này thì cái con DJI Mini 4 Pro này nó là cái cao su màu trắng thay vì màu đen giống như các thế hệ trước nha. Bây giờ nó chuyển sang nó làm cái phần cao su bằng cao su màu trắng, mình cảm thấy là nó dày hơn một chút, nó dày hơn ha, thì nó làm cho cái cụm cam chúng ta nó ít bị rung lắc hơn ha, ít bị rung lắc, cái nó làm gây cái hiện tượng nhòe hình hoặc là gợn sóng đó. Thì cái này nó mình thấy nó thay bằng một cái loại cao su gì đó nó hơi khác khác một chút nha, có vẻ là nó sẽ im hơn cái phần cao su mà trước đây của cái con DJI Mini 3 và Mini 3 Pro. Nó nhựa thì nó ọp ẹp nha. Motor thì nó xài con này thì nó xài motor và cánh và vít thì nó xài chung với Mini 3 Pro. Còn hệ thống càng thì nó thiết kế lại hoàn toàn khác rồi, cho nên chúng ta không có lắp lẫn vào được, bắt buộc chúng ta phải đúng cái loại càng của nó ha. À, đó, và cái phần tiếp giáp giữa của những cái lớp nhựa với nhau á thì nó khá là mỏng manh nha, nó có độ hở luôn, thậm chí nó có độ hở luôn vì cái vỏ nhựa nó quá mỏng nha. Đó là về phần tổng quan bên ngoài. Về những cái đặc điểm kỹ thuật đi, mình nói tiếp về những cái đặc điểm kỹ thuật của cái con DJI Mini 4 Pro này so với hai cái con là Mini 3 Pro và Mini 3 nha. Thì nó có một cái hay gì nè anh em, mình vô tình phát hiện nó sẽ sáng cái đèn nguồn lên mỗi lần anh em rút cắm pin. À, cái cục pin này của mình thì không phải cục pin zin, mình đang xài pin khác, cục pin zin của nó khi mỗi lần anh em cắm vô gì nè, cắm và rút á, nó đèn này nó sẽ tự động nó sáng lên luôn nha anh em. Anh em cắm và rút pin đèn nguồn nó sẽ tự động sáng lên, và có một cái cũng rất là hay là khi anh em không bật nguồn, tức nghĩa anh em cắm pin như vậy là không bật nguồn, anh em cắm cáp vào á, cắm cáp vào để truyền dữ liệu á, thì anh em có thể đọc và chép file ra ngay cả khi không bật nguồn luôn nha. Không bật nguồn thì nó sẽ trở thành một cái giống như là cái đầu đọc thẻ vậy đó, anh em không cần bật nguồn lên, anh em cắm cáp vào một phát là anh em đọc được dữ liệu từ trong thẻ nhớ ra luôn hoặc là bộ nhớ trong luôn. Cái này mình nghĩ nó cũng 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 khá là hay á, anh em sẽ khỏi cần phải khởi động máy lên và sợ cái máy nó nóng trong khi mình chép file á, thì mình nghĩ nó cũng hay đó. Đó là nó luôn có nguồn nha. Thì có một vài anh em nó phản hồi về cái việc mà cái máy nó tự khởi động mà khi bỏ trong túi anh em. Gần đây mình có nghe nói một cái vấn đề đó là để trong túi thì cái máy bay nó tự động bật nguồn lên luôn mà không không rõ lý do tại sao nó lại bật nguồn lên. Thì mình nghĩ có vẻ là cái này là tính năng á, mình nghĩ nó là tính năng á, tức là nó luôn có nguồn luôn mở nguồn, và khi anh em để trong túi vô tình anh em cấn phải cái nút nguồn một phát thôi là tự nó sẽ online mở nguồn lên. Và có thể là cũng do cái phần mà nẹp cánh nha. DJI có tặng cho con Mini 4 này một cái nẹp cánh rất là hầm hố nha. Cái nẹp cánh đó thì mình không có đem theo, nhưng mà cái nẹp cánh đó nó khá là sát với cái phần nút nguồn ở đây nè anh em. Nó khá là sát cái phần nút nguồn ở đây, thì có thể là anh em xài nẹp cánh anh em bỏ trong túi và nó cấn cái nẹp cánh vào cái nút nguồn và làm cho cái máy nó tự bật nguồn lên khi anh em bỏ trong cái túi nha. Cái này mình cũng chưa có xác thực là do máy bay hay là do người dùng, mình không chắc, nhưng mà mình có nghe nói về cái vấn đề đó đó, vấn đề tự động bật nguồn của DJI Mini 4 Pro. Ở bên trong này ha, nó có một cái tem vàng vàng mà nó để chữ là, để mình đọc cho anh em, Class 1 Consumer Laser Product ha. Nó trong này nó có để một cái tem gì, nó để cái gì đó Class 1 gì Consumer Laser Product gì đó ở bên trong này nè, mà bây giờ nó sẽ khá là khó để nhìn thấy, nhưng mà mình sẽ chụp cái ảnh và mình để trong video cho anh em xem. Thì có nhiều anh em bảo là cái con này nó có cảm biến laser nha, giống như cái đoạn đầu mình nãy mình nói đó. Thật ra nó không phải nha anh em, ý của cái tem này đó là nhà sản xuất bảo là cái con này nè nó được hàng bằng công nghệ laser nha anh em, tức là những cái linh kiện điện tử ở bên trong đó, nó được hàng bằng cái máy laser thay vì hàng giống như hồi xưa giờ là hàng bằng cái cách gì đó không biết, thì bây giờ nó đổi sang cái công nghệ hàng laser nha, cho nên là các linh kiện của nó sẽ được hàng chính xác hơn. Và theo mình quan sát thì cái những cái phần linh kiện bên trong nó càng ngày nó càng thu nhỏ lại anh em,
ở đây nè, cái phần mạch điện mà mình nhìn vào mình có thể thấy là cái mạch này là cái mạch gọi là cái mạch điều khiển motor nè, thì nó đã nhỏ hơn rất là nhiều so với cái thế hệ trước là Mini 3 Pro và Mini 3 ha, mà nó thiết kế cũng có vẻ khác khác luôn ha. Thì có khả năng là con này nó sẽ không để xài chung được với những cái con thế hệ trước, nếu mà hư hỏng cái mạch điện này nó sẽ không để nào thay thế qua được nha. Nó khác luôn, nó nhỏ hơn, nó thu gọn, càng ngày càng gọn hơn, càng ngày càng gọn hơn. Cái mạch điện ở bên trên mình cũng thấy nó làm càng ngày càng gọn hơn nha anh em, là mọi thứ càng ngày càng nhỏ đi để nó giữ được cái 249 RAM đó anh em. Nó con này có khả năng kết nối rất là nhanh, nó có thể đến từ cái việc nó sử dụng một cái hệ thống CPU và một cái hệ thống tay khiển mới nha. Nó kết nối nhanh là sao, tức là bây giờ anh em bật tay khiển lên trước đi, nói ví dụ anh em bật tay khiển lên trước, anh em kết nối với app mở lên sẵn, thì chỉ cần anh em bật khởi động con drone này lên, chỉ trong vòng khoảng mình độ không quá 5 giây là anh em có thể take off, anh em có thể cất cánh ngay trong khoảng chừng 5 giây thôi. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho anh em coi cái tốc độ mở nha. Hiện tại cái này mình đang mở sẵn nè. Ủa, mình thử cái tốc độ kết nối chứ, bây giờ mình chỉ cần bật nguồn lên và anh em sẽ xem cái tốc độ kết nối nè, kể từ khi bật nguồn. Nó vô liền ngay và luôn anh em. Trong khi cái cụm camera đó nó chưa có clip xong nữa anh em, nó chưa kịp clip xong thì nó đã cho phép anh em cất cánh luôn rồi đó. Nó đã cho phép anh em khởi động và cất cánh luôn rồi đó. Nó rất là nhanh luôn anh em. Thay vì con DJI Mini 3 Pro và con Mini 3, anh em phải chờ tay khiển và máy bay nói chuyện với nhau một khoảng trên 10 giây, 15 giây gì đó thì anh em mới bắt đầu khởi động cánh và cất cánh được, thì con này nó chỉ diễn ra trong vòng có 5-10 giây không tới nữa. Là nói chung là mình thấy hai thằng là thằng máy bay và cái thằng tay khiển nó nói chuyện với nhau rất là nhanh luôn anh em, nói chuyện với nhau cực kỳ nhanh. Và đương nhiên là công nghệ sóng mới, nó tốc độ truyền tải dữ liệu giữa máy bay và tay khiển nó cũng nhanh hơn. Trải nghiệm bay thực tế, về trải nghiệm bay thực tế thì mình thấy con này nó khá là bối rối, nó khá là bối rối khi mà anh em bay thực tế nha. Vì hệ thống cảm biến đa hướng này nè làm cho con máy bay nó khi mà nó gặp một cái vật gì đó cản nó sẽ tỏ ra khá là bối rối. Có nhiều anh em bảo là con này nó bay nhưng mà nó cứ gì nè, nó cả ngập ngừng mà nó vẫn bay mượt luôn nha, nó không bay mượt luôn mà nó ngập ngừng. Đó là do mình thấy là cái hệ thống cảm biến nó khi gặp vào cản nó tỏ ra khá bối rối nha anh em. Nó kiểu giống như là nó phải xử lý quá nhiều cái hình ảnh cùng một lúc và quá nhiều hướng cùng một lúc thì cái máy nó rối anh em. Gặp vào cản thì nó sẽ rối và thường là nó sẽ ưu tiên là lúc nào cũng bay vít lên cao vậy nè. Mình cảm thấy là lúc nào nó ưu tiên bay vít lên cao. Giả sử trong trường hợp anh em bay ở một cái nơi là ở trên, dưới, bên trái, bên phải, tức rồi trước sau ha, đều có vật cản hết, lúc nào nó cũng sẽ ưu tiên ở bên dưới, tức là nó sẽ cố bay lên cao ha, mặc dù ở trên nè, ở trên là có vật cản, ví dụ ở trên này có cái vật cản gì đi thì nó vẫn ưu tiên ha, nó vẫn ưu tiên bay lên nếu ở dưới nó phát hiện có vật cản. Nếu ở dưới nó phát hiện có vật cản thì nó vẫn ưu tiên bay lên trên, mặc dù nó có báo khoảng cách ở phía trên đó, nhưng mà nó vẫn ưu tiên bay lên trên nha. Mình không hiểu đó là do thuật toán như thế nào lắm của DJI mình không biết, nhưng mà nó sẽ ưu tiên lúc nào cũng bay cao lên nha. Nó cũng khá là nguy hiểm, anh em đừng có thử cái tính năng mà né ở bên trên nha. Ví dụ như ở dưới mà nó gặp vật cản nó tông lên trên đó, nó sẽ không né nè. Bởi vì thành ra là mình mới nói với anh em á, đừng quá tin tưởng vào những cái cảm biến này nha, đừng quá tin tưởng, tin vừa vừa thôi nha. Cảm biến này thấy gì chứ nó không có thông minh như anh em tưởng tượng đâu. Về cái phần tương thích pin thì cái pin zin của con Mini 4 Pro, cái pin 249 của con Mini 4 Pro sẽ không thể sử dụng lại cho Mini 3 Pro. Nó sẽ báo là incompatible battery version, tức là nó báo là cái phiên bản phần mềm của pin không tương thích, thì cái cục pin của Mini 4 Pro không thể sử dụng ngược lại cho Mini 3 và Mini 3 Pro, nhưng pin của Mini 3 Pro và Mini 3 thì có thể sử dụng hoàn toàn cho Mini 4 Pro. Tức là anh em sẽ không cần phải đổi pin, anh em có thể sử dụng lại những viên pin trước đây anh em đã xài cho Mini 3 Pro và Mini 3 thì có thể xài tốt trên con Mini 4 Pro này. Và con Mini 4 Pro này về pin thì nó rất là ăn pin, nó ăn pin kinh khủng luôn anh em. Về thời lượng bay là nó pin zin mà của Mini 4 Pro, anh em phải sử dụng đúng của pin zin của Mini 4 Pro nha, thì anh em mới bay được khoảng thực tế khoảng 28-30 phút nha. Còn nếu anh em xài của pin zin mà của Mini 3 Pro mà gắn lên Mini 4 này, nó chỉ được khoảng 25 phút thôi
con Mini 4 Pro này nó rất là ăn pin luôn. Và pin plus thì nó bay thực tế nó sẽ rơi độ khoảng được 37 phút, từ 35 cho tới 37 phút, từ 35 tới 37 phút thực tế nha. Con Mini 4 Pro này nè, nó ăn pin kinh khủng luôn anh em nha. Thì cái viên pin mà 249 của zin của nó thì nó khá là nóng anh em, khi bay nó khá là nóng nha. Mình nói anh em là nó đã đạt tới con số là 60 thậm chí 70 độ khi mà nó bay cạn á. Cái viên pin mới của Mini 4 Pro nó rất là nóng. Và đương nhiên viên pin đó không thể sử dụng cho Mini 3 Pro thì anh em có thể không cần phải quan tâm về nó ha. Này thì nó cũng có một cái hay nữa là phải nói luôn là khi mà anh em để không mà anh em không sử dụng, tức là anh em bật nguồn rồi á, bật nguồn rồi mà anh em không sử dụng, một lát nó sẽ tự động chuyển sang chế độ gọi là chế độ Eco Mode. Thì chế độ này nó sẽ làm cái máy không có nóng nha, mặc dù anh em vẫn đang bật nguồn nhưng mà cái máy nó không có nóng, là nó không báo quá nhiệt, không báo tắt máy gì hết. Nha, khi nào anh em sử dụng thì anh em gạt cần bay lên thì nó sẽ trở lại chế độ bình thường. Và nó sẽ tránh được hoàn toàn cái hiện tượng là bị quá nhiệt ha, báo overheat CPU gì đó và tự động tắt máy, thì con này nó không có bị hiện tượng đó nha. Nó tự động nó giảm cái sử dụng năng lượng lại và nó làm cho cái máy nó không có nóng, mặc dù anh em không sử dụng nó luôn. Bật nguồn nhưng không sử dụng thì nó không có nóng. Cái tính năng thì có rất là nhiều anh em review về tính năng đó rồi. Mình cũng không review thêm về tính năng đó gì nữa, mình chỉ nói những cái quan trọng thôi ha. Về phần camera đối với cái máy bay thì nó là quan trọng nhất nha. Về phần càng cánh motor và pin thì nó tương thích như thế nào thì mình cũng đã giải thích với anh em về cái sự tương thích của nó ha. Rồi ok, đây là những gì mà mình nhìn thấy được giữa con Mini 4 và con Mini 3 Pro, Mini 4 Pro và Mini 3 Pro nha. Mình quên nói với anh em về cái việc mà tương thích tay khiển này kia rồi ha. Thì DJI đã chặn hoàn toàn việc tương thích tay khiển nha. Anh em không thể sử dụng tay khiển đời cũ để cho các thiết bị đời mới, tức là không thể sử dụng cái tay khiển N1 cho các thiết bị sử dụng tay khiển N2 và ngược lại nha. Mặc dù anh em khi mà anh em bấm mà liên kết đó, anh em link và anh em pair thì nó vẫn nhận ra, nhưng mà phần mềm nó chặn rồi, nó sẽ không cho anh em kết nối cái tay khiển của cái đời N1 mà cho cái máy của đời N2 nha. Và ngược lại là cái tay khiển N2 thì cũng không thể nào kết nối được với cái đời N1 nha. Cái đó là do vấn đề về phần mềm thôi, mình nghĩ là vấn đề về phần mềm thôi, chứ phần cứng thì chắc nó cũng không có khác nhau gì nhiều đâu. Và cái tay khiển N2 này thì nó hao pin, nó khá là tốn pin nha anh em. So với cái tay khiển N1 thì trước đây mình sử dụng thì mình thấy là cái tay khiển N2 nó nhanh hết pin hơn, mặc dù về thông số thì mình thấy nó giống nhau. Thì có lẽ là do cái phần sóng mới của DJI nó ăn pin ha, nó mạnh hơn cho nên nó ăn pin hơn. Và như vậy thì nó làm cho cái thời lượng pin sử dụng của cái tay khiển N2 nó cũng bị giảm xuống nha anh em. Chắc mình thấy là nó giảm xuống khá là nhiều đó. Mình bay cũng chừng vài viên pin plus thôi thì mình đã thấy cái tay khiển nó về một vạch luôn rồi đó. Nó khá là hạ tốn pin nha anh em. Đó. Mà mình hy vọng là với cái tay khiển N2 mới này của DJI nó sẽ không có còn cái hiện tượng mà bị chết sóng nha anh em. Chết sóng 5.8, chết sóng 2.4. Nha, cái hiện tượng mà bay được có 500m hoặc là bay được có vài chục mét là mất sóng ha. Mình hy vọng là nó sẽ không còn bị cái hiện tượng đó nữa nha. Rồi ok anh em.